nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 4 năm 2024. Sáng nay, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường 9, thành phố Cà Mau đã diễn ra hội thi chiên bánh xèo. Những chiếc bánh xèo đã được đôi bàn tay khéo léo của các chị em phụ nữ tạo nên bằng hình thức thủ công rất đẹp và bắt mắt. Theo ghi nhận của phóng viên, lễ hội chiên bánh xèo đã thu hút rất đông khách du lịch và người dân đến xem và thưởng thức. Những chiếc bánh xèo được các chị em phụ nữ tạo nên đúng như bánh truyền thống từ xa xưa. Tự tay được làm những món bánh, các chị em phụ nữ rất tự tin và phấn khởi. Tham gia lễ hội chiên bánh xèo lần này có 30 đơn vị tham gia, bao gồm các đội ở huyện, thành phố Cà Mau và 2 đơn vị tỉnh bạn. Dù là bánh truyền thống nhưng phần nguyên liệu, nước chấm của các đội sẽ khác nhau. Mỗi chiếc bánh của mỗi đội đã tạo nên hương vị đặc biệt riêng. Tại vì tham gia nhiều người lớn quá, mình cũng run. Tại vì mình thì cũng chỉ là theo cha mẹ rồi chỉ là chiên thôi, rồi giờ mình thấy là mình cũng run. Mình rất là vui khi giao lưu mọi người, rồi học hỏi thêm cái kinh nghiệm về cách bánh truyền thống, chiên bánh xèo của mình nữa. Để tiết kiệm thời gian, các đội thi đã chuẩn bị trước nhân bánh, lặt rau và rửa sạch, băm tỏi và ớt trước, cũng như các dụng cụ và nguyên liệu chiên bánh. Theo các đội tham gia, bánh xèo ngon chủ yếu là các loại rau, đặc biệt là rau rừng. Vì thế, các đội đã chuẩn bị phong phú các loại rau, cây nhà lá vườn để trang trí, cùng với những chiếc bánh xèo tạo nên sức hấp dẫn của món bánh truyền thống. Ở nhà thì mình cũng thường xuyên mình chiên cho gia đình mình ăn á, có cái các con gia đình mình á, thì lâu lâu cũng làm chiên bánh xèo ăn. Thì ở dưới vai trò của tôi thì tôi sẽ phụ sắc nhân rồi lặt rau và làm nước mắm. Mong sắp tới thì mình có nhiều cái đợt thi như này hơn để mình giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các đội nhau. Và rất mong muốn được giao lưu với các đội nữa, nhiều lần thi hơn nữa. Theo quy định, mỗi đội phải chiên 10 cái bánh xèo cho 10 khẩu phần ăn, làm nước mắm chấm, rau phải lặt rửa sạch và một món ăn tráng miệng phù hợp, mẫu mã đẹp, sáng tạo, đặc trưng của vùng miền. Mỗi đội sẽ có 2 nghệ nhân, một nam và một nữ. Thời gian thi 90 phút, gồm chiên bánh xèo, làm nước mắm và trang trí, thang điểm là 100 điểm. Theo yêu cầu của ban giám khảo thì nguyên liệu phải tươi, sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trang trí đẹp mắt, ngon miệng. Cái đợt thi bánh xèo hôm nay thì các đội nói chung là cũng có sự đầu tư, chuẩn bị có nhiều đội là rất là đầu tư rất là kỹ, luôn cả từng cái dĩa để đựng á, cũng đầu tư làm bằng nói chung là bằng đan á, đan bằng cái bồ dưới vậy. Thì qua đây thì để cho các cái đơn vị để có dịp giao lưu, để cái chiên bánh xèo thì nói chung là mỗi một cái nó có cái vị riêng. Thì để cho mọi người có dịp học hỏi với nhau, để mình phát huy cái truyền thống của cái bánh dân gian của mình. Kết thúc hội thi, ban giám khảo sẽ trao một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích tại ngày mùng 4 tháng 5, cũng là ngày bế mạc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 4 năm 2024. Món bánh xèo là món ăn truyền thống từ xưa của ông bà ta, dù nay biến tấu đi nhiều nhưng những hương vị ấy vẫn giữ gìn nguyên vẹn. Mong muốn của hội thi không chỉ riêng món bánh xèo sẽ được gìn giữ và lưu truyền, đồng thời giới thiệu quảng bá được đặc sản của quê hương khi du khách đến với Cà Mau.